Kim Ngân sau một tháng rời xa Thùy Nga, thay đổi hoàn toàn, trở lại cuộc sống lang thang. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi mua đồ và vô tình gặp ca sĩ Kim Ngân trên đường. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại là hơn một tháng Kim Ngân rời xa Thùy Nga. Sau vụ lùm xùm giữa Thùy Nga và một số người, Kim Ngân cũng đã bỏ căn phòng Thùy Nga thuê và trở về với cuộc sống lang thang. Tuy nhiên, Kim Ngân trông rất khác xưa, cô ăn mặc sạch sẽ hơn và đẹp đẽ hơn trước, đầu tóc cũng khá gọn gàng và tào quyệu, không bị bết vào như trước đây. Làn da của Kim Ngân cũng sáng sủa hơn trước, thậm chí cô còn làm móng tay và sơn màu đầy thời thượng. Kim Ngân mặc một chiếc áo cardigan đen và đi guốc hồng, trên người đeo một túi xách da khá thời trang chứ không còn vắt túi ni lông theo như trước đây. Sự thay đổi này là một trong những thành quả Thùy Nga đã làm được sau 3 tháng đi theo Kim Ngân. Thế nhưng Kim Ngân lại không nhớ gì về Kim Tiểu Long, dù trước đây cô rất ấn tượng với nam nghệ sĩ. Trong clip, Kim Ngân tỏ ra khá đói và không còn nhiều tiền trên người, cũng không ai được cho ăn nên muốn Kim Tiểu Long dắt đi ăn cơm tại một nhà hàng. Kim Tiểu Long nói, mọi người thấy đấy, tôi và cô Kim Ngân rất có duyên với nhau, cứ thi thoảng lại gặp. Hôm nay tôi đi siêu thị mua thức ăn cho vịt, vốn không thấy cô Kim Ngân, nhưng con trai tôi lại nhìn thấy rồi chỉ cho tôi tới gần thì đúng là cô thật. Cô Ngân gặp tôi liền tỏ ý muốn đi ăn cơm tiệm và uống Starbucks, nên tôi dẫn cô đi ăn nhưng không chịu lên ô tô của tôi mà nhất quyết tự đi bộ. Cô Kim Ngân đi rất nhanh, tôi đi theo không kịp, hai cô cháu tôi cứ lúc ẩn lúc hiện nhưng rồi tự động vẫn gặp nhau khỏi cần kiếm. Hôm nay cô Kim Ngân muốn ăn gì thì tôi dẫn cô ấy đi ăn. Trong lúc cả hai đi tìm quán, Kim Ngân bỗng đổi ý đòi ăn mì pate và Kim Tiểu Long cũng chiều lòng. Anh nói, đi một hồi thì cô Kim Ngân đòi ăn mì pate và vào đúng tiệm bánh mì ngon, chuẩn vị bánh mì Sài Gòn. Tôi mua cho Kim Ngân ăn xong rồi tôi đi ăn cơm sau vì tôi chỉ ăn chay.